Hello các bạn Kim Ngưu. Hôm nay chúng ta cùng nhau trao đổi những tiên đoán cho tháng 10, tháng 11, tháng 12 năm 24. Nếu các bạn sinh từ ngày 21 tháng 4 cho đến 20 tháng 5 thì cung mặt trời các bạn thuộc về Kim Ngưu. Mà trong thời gian đó bạn sinh vào tuổi thân ngày nào á, nó định nghĩa cho các mặt trăng của các bạn. Mặt trăng nó về cảm xúc của mình. Và giờ phút sinh và ở địa điểm nào á thì nói với cái cung mộc của các bạn. Thì tóm tắt lại á, cái video này nó xin liên quan với những người nào có mặt trời Kim Ngưu, mặt trăng Kim Ngưu hoặc cung mộc Kim Ngưu. Kim Ngưu nằm đây. Thời gian vừa qua nhất là từ ngày 10 tháng 6 đến 20 tháng 7, hỏa tinh nằm trong đây. Anh Kim Ngưu hơi bị khủng hoảng, rất là nóng tính. Cộng thêm nằm trong anh với anh lôi tinh đó, lôi tinh với anh đi chung với anh hỏa tinh nằm trong Kim Ngưu, hơi có những thần kỳ rất là sấm sét đánh cho mình. Nhưng cũng may á, thời gian đó đó diêm tinh nó nhảy qua, nó đang thì đi ngược lại nên sự lộn xộn nó vẫn ok, không phải rất là mạnh. Dĩ nhiên tùy theo lá số tivi của các bạn. Đây nói về sự vị trí của các bạn trong xã hội. Vị trí nói chung chung nha, tại vì không biết lá số nên không rõ chính xác là cùng chỗ nào, nhưng chúng một phần là chính xác là cái vị trí của xã hội của bạn đang bị lung lay. Sự thay đổi lớn lao đang bắt chị thay đổi. Đang chị đang suy nghĩ về đó, hay nó bắt mình đang cái gì đó nó đang bắt mình phải có gì đó chuyển hóa thay đổi. Tại vì anh diêm tinh này tự nhiên sự chuyển hóa sống chết. Đó. Nhưng tháng 10, tháng 1, tháng 12 á, cái quan trọng nhất trong hành tinh này đó là mặc dù á, anh thổ tinh và anh hải tinh nằm trong song ngư nhưng đang đi ngược lại. Các bạn cảm thấy rất là cô đơn, cảm thấy rất là đi ngược lại nên sự hỗ trợ không còn, nhưng vẫn còn ở đây, yếu thôi. Cảm thấy là mình phải, thời gian vừa qua nó khó khăn, mình phải bình tĩnh, học hỏi những gì đã xảy qua và từ đó đưa những kinh nghiệm cá nhân trên thế gian này. Tại vì chúng ta thì xuống đây chỉ thời gian ngắn thôi, không có dài. 60 năm, 70 năm, 80 năm, 90 năm. Nhưng mà chúng ta cứ tưởng là sống xuống đây 300 năm, 200, 300 năm mà làm việc để 200, 300 năm, mình sống 200 năm. Nhưng cái cách mình cư xử thì rất là chấp nhoáng. Mình sợ ta ăn hết mình, đi thấy người ta đồn cái gì là mua hết. Đi mua gạo rớt hay gì đó là đi mua, đi dồn dập. Nên chúng ta sống trong rất là xung đột cái suy nghĩ là chúng ta thấy cái gì á, như là ăn uống cái gì hay gì ta cần phải làm liền, đi mua cho đầy nhà đầy cửa. Nhưng mà làm việc sẽ sống chết cho tới, nghĩa là mình sống tới 200-300 năm để dành tiền cho 200-300 năm nữa. Hiện ra chúng ta không có đó. Chúng ta xuống đây chỉ là để trải nghiệm những biến cố xảy ra chung quanh mình đối với mình. Một phần á, sự lựa chọn của linh hồn của mình khi mình xuống đây. Một phần nữa là do cái vấn đề nhân quả mà mình tạo qua trong quá khứ mà mình chưa học được bài học đó, nó trở về với mình để mình học hỏi nó. Thì đây là thời gian sắp tới nè, khi anh hỏa tinh nhập trong đây, tôi sẽ nói sau. Nhưng mà vấn đề thời gian vừa qua từ 10 tháng 6 tới 20 tháng 7 các bạn có sự lớn lao sẽ xảy ra cho Kim Ngưu, rất lớn lao, nó sẽ làm mình rất là bực mình biến cố. Anh này đứng đây, nhưng mà dù sao đi nữa cũng được sự hỗ trợ ở đây, nên với sự tình thương yêu đó mà được người ta giúp đỡ mình. Đúng các bạn, đúng luôn, người ta giúp đỡ mình. Những cái người này giúp đỡ này họ hơi khó khăn chút xíu, nhưng họ sẽ giúp đỡ mình. Đó. Quanh mộc tinh á, là trong song tử. Các bạn, mặc dù như vậy nữa, tiền bạc sẽ ok. Tiền bạc tình cảm rất là ok. Nhưng từ 5 tháng 9, nó là tinh hỏa tinh nè, từ 5 tháng 9 tới 4 tháng 11 nó vào bắt giải. Bắt giải hợp bên này. Thì tự nhiên số 3 tự nhiên cho tiền bạc, tự nhiên bạn bè, những cái nghề gì mới mình đang học nổi, những người đang giúp đỡ mình, những cái học lớn mình đang học cái gì đó giúp đỡ mình. 4 tháng 11 nó sẽ qua hải sư. Hải sư lại xung với mình, nhưng ngắn thôi. Nó sẽ qua tới 6 tháng 12 đi ngược lại. Và trước Tết ngày 6 tháng 12 nó sẽ ngược lại. Nó ngược lại, nó quay về lại bắt giải này. Thì nó tới 17 tháng 1 năm 25, nhưng sẽ lây hoay ở đây cái đám này nè cho tới 19 tháng 4. Mà bạn hãy nhớ đó,
anh làm trong đây nhiều hơn, trong bài giải nhiều hơn, các bạn sẽ có những gặp gỡ với bạn bè mới, mà sẽ có những sự học hỏi gì mới đó trong cuộc sống thực tế của mình. Vì không biết lá số TV của các bạn nên không thể nói nhiều hơn là nằm cho chính xác hơn, nhưng một phần nào đó sẽ có sự kết nối với những người bạn mà các bạn đang, với những người bạn mà không biết, hay là bạn đang khám phá cái gì bạn mình, bạn sẽ giải, sẽ giúp được cho mình rất là nhiều. Thì đây là thời kỳ các bạn nên sốt sắng đi trau dồi những ý nghĩa thực tế, như là làm một món ăn hay là học một cái nghề gì mới, cái gì mà thực tế không phải trừu tượng nha, để đi giúp cuộc sống hàng ngày của mình. Và cái người bạn của mình sẽ kết nối với những người bạn rất là nhiều luôn, nhưng mà sẽ có sự lên xuống chút xíu, nhưng các bạn sẽ kết nối được nhiều. Sau cái này á, theo bạn, sau mùa xuân trở đi á, bạn cảm thấy là à, mình đã có một đám bạn mới rồi, hay là một đám bạn đó mình sẽ kết nối là cái vòng lợi, cái vòng của họ, chứ lại kết nối là cái tình cảm của họ đó. Thì đây là kỳ các bạn nên cần chú ý đến, tại vì nó ở đây thường thường á, cái hỏa tinh ở trong mỗi cung khoảng 6 tuần thôi, nó nhảy nó đi vòng vòng 6 tuần nó đi, nhưng trong cái đám này nó ở đây tới 6 tháng 7 tháng lận, một lần tới xảy ra sẽ không khoảng mười mấy năm nữa nó sẽ xem một lần nữa, nhưng đây là kỳ rất là hiếm có. Nên bạn có thể là bạn đang cô đơn, hay là đang ít bạn, bạn đang sự gây lộn vừa ra, sự đang phá thì các bạn có thể bạn đang gây lộn những người bạn nào đó, bạn đang nóng giận bực mình, thì đây có các bạn để kết nối những người bạn mới. Thì đây là một lý do gì đó để các bạn tạo ra trên trời, tạo cho các bạn để một thời kỳ mới, để mình kiếm một người bạn mới đó, để mình học hỏi gì mới, thay đổi cuộc sống mới cho mình. Một điều thứ hai nữa là anh thủy tinh đó, tự nhiên sự hiểu biết di chuyển nằm trong nhân mã đó. Mà nhân mã nó lại không có nó nhà số 8 đối với anh kim luôn này. Các bạn sẽ có những cuộc duyên hành hương, hay là các bạn đi tìm hiểu về tâm linh rất là nhiều. Thời gian sắp tới từ năm nay là khoảng vào tháng 11 nè, 3 tháng 11 năm nay cho tới 9 tháng 1 năm 2025 là khoảng bao nhiêu tháng, là tháng 3 đến khoảng 12, khoảng 2 tháng, khoảng 6, 8, 9 tuần có thể đi đâu đó. Và có thể bạn đi xa, nhưng mà không đi tìm tâm linh, bạn đi về tìm tâm linh. Vì vậy các bạn sẽ đi tìm hiểu về tâm linh nhiều hơn, tìm hiểu cái gì đó nó tượng trưng như tâm linh, hay là đầu tư cái gì đó, đang bỏ tiền đầu tư, suy nghĩ một cái đầu tư rất là lớn cho mình, chủ tưởng nhà đầu tư vào bất động sản, hay là rút ra khỏi đầu tư, hay là không biết cái gì xảy ra, nhưng mà liên quan vấn đề đầu tư hay là gia tài, cái tiền, một số tiền gì đó mà mình có lợi gì đó mà không phải mình tạo ra nha, hay là tiền bảo hiểm, hay là tiền gia tài, hay là trúng số, hay cái gì đó mình không biết, nhưng một gì nó sẽ xảy ra. Thì á, các bạn sẽ kết nối những người bạn mới, học hỏi gì mới, thực tế, và sẽ có những vấn đề tâm linh, và suy nghĩ vấn đề đó. Đang suy nghĩ có thể là di chuyển vì nó, như tôi nói nãy là hành hương, thì không biết được, nhưng tôi thấy như vậy. Còn những hành tinh kia nó nhỏ nhỏ thôi, như là kim tinh, thì nó sự may mắn nó cũng không có gì nhiều, như là, nhưng mà 18 tháng 10 tới 12 tháng 11 nó cũng tốt cho các bạn. 23 tháng 9 tới 18 tháng 10, thời gian này là khoảng như, khoảng 4 tuần, 3 tuần, nó tốt cho các bạn để vấn đề người nào đó mang đến cho bạn một cái gì, tình yêu hay cái gì đó, hay là một món quà gì đó mang đến cho các bạn, mà không phải mình nha, người nào khác mang đến cho mình. Nhưng cái quan trọng nhất á, tại vì năm 24, 25, 26 là 3 năm rất là đặc biệt. Thì những năm này là chúng ta chính thức vào thời kỳ của Bảo Bình, thời kỳ mà sự rung động của trái đất nó sẽ tăng mới. Những cái bệnh như là bệnh đậu mùa của khỉ đang tăng tái xuất ở miền Phi Châu nè, Covid-19 đang xuất hiện đâu đó nhãn nhãn, thì sự rung động nó sẽ làm sống, nó sẽ diệt đi những vi trùng nào đó, hay là nó sẽ tạo lên những vi trùng khác sẽ sống lại mạnh hơn. Trên mặt chúng ta cũng có 3 triệu vi khuẩn rồi, nên vì vậy một trong những cái đó có thể làm cho mình một sự rung động nào đó, nó sẽ chuyển đi cái gen cái gì đó, tạo lên cái gì đó, những vi trùng nó sẽ sống lại, hay nó nằm đó bao nhiêu triệu năm trên người mình, trên trái đất này đang tỉnh lại. Rồi vậy bạn thấy chúng mình không, những sự quyết định rất là khủng giữa Hamas và Do Thái nè, Ukraine và Nga nè, Trung Quốc nè, những chuyện xảy ra bên Trung Quốc nè, như là lũ lụt nè,
rồi những biến cố chính trị, kinh tế, dân số, là người dân thiên hạ. Mà thì nhà Bảo Bình đó là thời kỳ của ba vấn đề tôi nhắc đi rất là nhiều, là kỹ thuật, technology. Chúng ta là thời kỳ AI, 20 năm qua chúng ta đã biết gì điện thoại gì là thông minh hay là không thông minh đâu. Nhân loại, mà từ đó sự cách mạng. Ba cái, nhân loại sẽ đứng lên dùng kỹ thuật, đứng lên dùng cách mạng để làm cách mạng thay đổi, không vì một người nữa mà về nhân loại số đông. Và cái đó là một chủ đề khác mà mình sẽ có dịp gặp, mình sẽ nói chuyện nhiều hơn. Nhưng đây là một chủ đề, đây là một chúng ta vào thời kỳ mới, đó là kỹ thuật, nhân loại và sự cách mạng sẽ thay đổi lớn lao. Thì đối với anh Kim Ngưu á, là học hỏi cái gì đó, chết bạn mới và sẽ vượt vấn đề tâm linh, tìm hiểu tâm linh sâu sắc hơn. Và đây là một câu hỏi rất là tốt cho mình. Những hành tinh đang nhắc nhở mình. Anh ở đây có sự có 6 tuần thôi, anh ở đây 7 tháng trời lận. Đã thấy không? Ở đây thường lại có 2-3 tuần thôi, ở đây tới 3 tháng ông, 8-9 tuần lận. Vậy nó là một cái lời nhắn nhủ của vũ trụ là chúng ta cần phải làm gì. Và mỗi cung đều có sự nhắc nhở khác nhau để mình tạo lên một thế giới công bằng và bình đẳng cho mọi người hết. Đó. Cảm ơn các bạn Kim Ngưu, bỏ thời gian nghe. Chào các bạn.